Chương 1, cuộc gặp gỡ, nghe chọn bộ tại mê audio com, chuyến bay đến Tân Sơn nhất đã hạ cánh, nó và nhỏ bước xuống và trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Oa, wow, đẹp quá, gạch dưới hành khách một cứ như thiên thần ý, gạch dưới hành khách hai xí. Xấu hơn tôi, gạch dưới hành khách ba bla bla, những lời bàn tán xôn xao, khen có, chê có, khen tị có. Nhưng tụi nó vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra vì đây đâu phải là lần đầu tiên. Nó và nhỏ bắt taxi về nhà. Sáng hôm sau, Neon Neon Destiny Gogero Dolin Suga Nan, Neoman Bohanya Neon Neon Destiny Tteyeon No Su Nan, Neon Naui Jiguya Ui, Dung sim công iPhone 6 của nó vang lên bài Destiny nó uể oải với tay lấy đờ ti đi đứa điên nào dám phá giấc ngủ của bổn cô nương ta vậy. Gạch dưới nó hỏi với giọng ngái ngủ bây giờ mà còn ngủ hả con heo kia. Gạch dưới nhỏ hét hi. Có chuyện gì rét gạch dưới nó hỏi đi shopping hát ca. Gạch dưới nhỏ ớ, ừ, đợi tao 30, gạch dưới nó mi vừa nói cái gì gạch dưới nhỏ à không, 15, gạch dưới nó cười mặt ngu ngơ nói lại đi ta đây già nên không nghe rõ gạch dưới nhỏ thì năm gạch dưới nó ực nhanh lên đó chậm một s thì chít với ta gạch dưới nhỏ cười ra nó tái mặt vội vứt điện thoại vào xó rồi chạy thẳng vào phòng tắm làm vscn sau đó thay đồ rồi lấy chiếc bmw rồi phóng đến nhà nhỏ từ xa nó gọi thảo ới ơi, ơi ơi có chuyện gì gạch dưới nhỏ hỏi vẻ mặt thờ ơ như chưa từng quen biết thôi mà Gạch dưới nó nài nỉ mi có biết là mi đã trễ bao nhiêu phút rồi không? Gạch dưới nhỏ hỏi hi. Bao nhiêu z? Gạch dưới nó chính xác là 1,2 s 58. Gạch dưới nhỏ nói chỉ chỉ tay vào đồng hồ thôi. Bỏ qua cho tao lần này đi gạch dưới nó ra vẻ tội nghiệp. Hai mắt ươn ướt như sắp khóc. Được rồi hôm nay bổn cô nương ta đang vui nên tạm thời bỏ qua cho nhà ngươi nếu còn tái phạm thì đừng mong cho ta tha cho lần sau gạch dưới nhỏ nói như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới thì vâng ạ à, gạch dưới nó nói mà hai mắt long lanh ngưỡng mộ thôi đi nhanh kẻo muộn gạch dưới nhỏ ơ ở... gạch dưới nó tại tttmt ụi nó bước vào và một lần nữa trở thành tiêu điểm chú ý của mn nhất là bọn hám gái Oa, wow, nhìn kìa, xinh quá gạch dưới khách hàng một đẹp quá gạch dưới khách hàng hai cũng được gạch dưới khách hàng ba xí gạch dưới khách hàng bốn bla bla bọn nó bỏ ngoài tai những câu nói vừa rồi nó kéo nhỏ vào khu ăn uống hai mới vào đã đi ăn đúng là háu ăn sau đó bọn nó lại đi hết chỗ này đến chỗ khác ti ti như bị bọn nó lật tung cả lên bỗng ầm ui ra gạch dưới nhỏ la lên và xoa xoa chỗ vừa tiếp đất nó thấy thế liền chạy đến mày có sao không gạch dưới nó hỏi rồi nhìn sang hai người đối diện với ánh mắt rất ư là thiện cảm này hai người kia bộ mắt để ở nhà hay sao mà đi không nhìn đường vậy gạch dưới nó tức tối hỏi câu này tôi phải hỏi bạn cô mới đúng bạn cô đi kiểu gì vậy gạch dưới tên kia là hắn đò mũ mũ hỏi lại chính mắt tôi thấy anh va vào bạn tôi đấy gạch dưới nó thế con mắt nào của cô nhìn thấy tôi va phải bạn cô gạch dưới hắn đây cả trái lẫn phải gạch dưới nó nói rồi mở to mắt nhìn hắn hai người đang tranh cãi sôi nổi thì nguyên này chính tờ va phải họ đấy gạch dưới nhỏ ơ ơ dậy hà gạch dưới mặt nó biến xác chắc giờ nó chỉ muốn đào cái hố để chui xuống mũ mũ sao mày không nói cho tao biết sớm gạch dưới nó kéo nhỏ sang một bên và nói nhỏ thì mày có cho tao nói đâu gạch dưới nhỏ mày hại tao rồi gạch dưới nó nói rồi quay sang hai chàng kia gạch dưới tôi cho tôi xl nha cô tưởng xl là xong hả gạch dưới hắn thì tại tôi gạch dưới nó ấp úng, tôi cái gì mà tôi gạch dưới hắn, thôi được rồi đó, chỉ là hiểu lầm thôi mà gạch dưới lúc na người kia mới lên tiếng, đó là anh, anh này thật là lợi dụng thời cơ à nha, làm anh hùng cứu mỹ nhân luôn mũ mũ. May cho cô đó gạch dưới hắn nghe theo lời của anh, cảm ơn gạch dưới nó cười nhẹ rồi kéo nhỏ đi không bao giờ ngoảnh đầu lại. Lần đầu MK viết tia, có gì sai sót mong các bạn đừng ném gạch nhà mũ mũ chương 2, ngồi trường mới, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Nó uể oải bước vào nhà bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên. Nó nghe máy alo gạch dưới nó, gạch dưới vâng, gạch dưới nó, gạch dưới sau cuộc gọi kết thúc ba ma bảo mai phải học lại đó gạch dưới nó uể oải nói hả? Chẳng phải mình đã học xong rồi sao? Gạch dưới nhỏ thế mới chán gạch dưới nó vậy chúng ta sẽ học trường nào? gạch dưới nhỏ hỏi giọng buồn bã royo gạch dưới nó hai gạch dưới nhỏ uể oải nói sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng những tia nắng ấm áp đầu tiên đang chiếu thẳng vào mặt hai thiên thần đang ngủ thì á ô mi gót gạch dưới nhỏ hét vang lên rồi gọi nó hạnh nguyên dậy mau gạch dưới nhỏ thét gạch dưới muộn học rồi để yên cho tao ngủ gạch dưới nó nói rồi kéo mền chùm đầu lại ngủ cái đầu mây đó 6 giờ 30 rồi. Gạch dưới nhỏ kéo mền xuống cái gì ư ý. Gạch dưới tới lượt nó hết xong rồi cả hai vào WC làm VSCN sau đó vọt đến trường bỏ cả bữa ăn sáng tại trường Royal. Một chiếc BMW khác từ từ tiến vào trường. Hai chàng trai bước xuống xe làm cả trường nhốn nháo cả lên. Ồ ồ ồ ồ ồ các chàng đến rồi kìa gạch dưới nữ sinh một minh khôi. EUA gạch dưới NS2I lớp U gạch dưới NS3 Thiên Anh ơi, a à, có bạn gái chưa? Gạch dưới NS4 làm bạn trai em nhé. Gạch dưới NS5 vân vân và mây mây. Cuối cùng chiếc BMW của tụi nó cũng đến trường. Kít, tụi nó bước xuống xe trường này rộng thật đó, gạch dưới nhỏ xí. Chả rộng gì mấy gạch dưới nó bĩu môi khinh vậy mà không rộng nữa hả? bộ mày muốn đem cả cái nước việt nam này để xây một ngôi trường cho mày thì mày mới cho là rộng à gạch dưới nhỏ nói thôi không nói nữa mau đi tìm phòng hiệu trưởng đi gạch dưới nó nói rồi chỉ chỉ phía trước ực gạch dưới nhỏ cười tụi nó bắt đầu hành trình đi tìm phòng hiệu trưởng hai trường này sao mà rộng thế gạch dưới nó thở dài rồi lấy tay lau những giọt mồ hôi đang lấm tấm lăn trên khuôn mặt xinh đẹp của nó vậy mà lúc nãy có kẻ bảo nó bé đấy gạch dưới nhỏ nói rồi liếc sang nó làm nó như muốn rách cả mặt luôn ơ tao đùa ý mà hi y gạch dưới nó cười một lát sau tụi nó cũng lết được phòng hiệu trưởng cốc 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 mời vào gạch dưới hiệu trưởng ơ cậu gạch dưới nó chạy đến ôm lấy cổ ông ô hạnh nguyên Lâu rồi không gặp cháu, cháu lớn và xinh hơn nhiều nhỉ." Gạch dưới hiệu trưởng ư y gạch dưới nó cười uyên thảo. "Cháu cũng đến à?" Gạch dưới hiệu trưởng vâng ạ. À, "Gạch dưới nhỏ tụi con học lớp nào ạ?" À. Gạch dưới nó hỏi các con sẽ học lớp 11A1." Gạch dưới hiệu trưởng vâng ạ." À, gạch dưới đồng thanh tập một cốc cốc. "Cốc, vào đi." Gạch dưới hiệu trưởng từ ngoài cửa một người phụ nữ trung niên với vẻ mặt điềm đạm bước vào chào hiệu trưởng gạch dưới cô chủ nhiệm đây sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em gạch dưới hiệu trưởng quay sang tụi nó cười nói chào hai em cô tên vi gạch dưới cô vi tươi cười nói thôi hai em theo cô nhận lớp đi vâng gạch dưới đồng thanh tập hai tụi nó theo chân cô giáo chủ nhiệm đến một lớp học các em đợi cô ở ngoài này nhé gạch dưới cô chủ nhiệm quay lại và nói vâng ạ à, gạch dưới nhỏ cả lớp đang nhốn nháo thì cô cn bước vào các em trật tự đi nào gạch dưới cô cn cả lớp vẫn ồn ào như không có cô cn trong lớp cô cn rất bực mình nhưng không làm được gì những kẻ dưới kia bà gõ thước lên bàn các em hôm nay lớp chúng ta có thêm hai học sinh mới gạch dưới cô cnn há tư những con robot được cài sẵn lập trình cả bọn ai vào chỗ nấy là boy hay gơn dạy cô gạch dưới học sinh một nếu là gơn thì có sinh không cô gạch dưới học sinh hai còn boy thì có đẹp trai không cô gạch dưới ss3 là gơn được chưa Các e vào đi, gạch dưới cô CNTU ừ ngoài cửa hai cô học sinh bước vào, các em tự giới thiệu về mình đi. Gạch dưới cô Vi hạnh nguyên gạch dưới nó lạnh lùng đáp mặt không cảm xúc còn tớ là Thảo Uyên gạch dưới nhỏ nói rồi nháy mắt làm bao nhiêu anh chàng dưới kia phải chảy máu mũi trừ hắn ôi trời hai thiên thần kìa gạch dưới cả lớp lại ồ lên và hiện tại còn nhốn nháo hơn lúc trước các chàng trai với những cái mồm chữ o và cặp mắt hiện rõ hai hình trái tim đang nhìn tụi nó hạnh nguyên em sẽ ngồi bàn cuối với minh khôi còn Uyên Thảo, em sẽ ngồi với Thiên Vũ gạch dưới cô Vi cảm ơn cô gạch dưới nhỏ cả hai trở về chỗ ngồi. chương 3, Oan ra gặp lại, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Về đến chỗ ngồi, nó định gục mặt xuống ngủ thì. Lại là cô Hà, đồ vô duyên, gạch dưới hắn nói nhưng mắt vẫn hướng ra cửa sổ anh bảo ai vô duyên hả. Gạch dưới nó chừng mắt nhìn hắn gạch dưới hắn nhếch môi nó tức giận đúng là đồ điên gạch dưới nó mắng. Gạch dưới còn tình hình ở bàn trên. Hi y, chào Thảo Uyên, mình là thiên vũ gạch dưới anh nói chào thiên vũ gạch dưới nhỏ cười tụi mình lại gặp nhau rồi gạch dưới anh ực. Ừ. Gạch dưới nhỏ như smay như cố nhớ lại nhỏ định nói gì đấy thì cô chủ nhiệm gõ thước xuống bàn, thôi chúng ta bắt đầu học trong giờ học cả bọn tụi nó và tụi hắn mỗi người một việc riêng không quan tâm đến những gì cô đang nói trên bảng. Nó thì gục xuống bàn ngủ, hai. Chị này lúc nào cũng biết ngủ hết. Hắn thì đeo tai phone. Anh thì đang chơi game. Còn nhỏ thì dán mắt vào cái điện thoại yêu quý của mình. Rồi ba tiết học cũng trôi qua ếch đi ăn hông mày gạch dưới nó gọi nhỏ hồi sáng giờ chưa bỏ cái gì vào bụng hết gạch dưới nó vừa nói vừa xoa xoa cái bụng ai bảo lúc sáng dậy muộn làm gì gạch dưới nhỏ trách nó gạch dưới đáng đời thôi thôi lỗi tại tao được chưa giờ có đi ăn không thì bảo gạch dưới nó đi thì đi gạch dưới nhỏ ó định kéo nhỏ xuống căn tin thì tụi hắn từ đâu nhảy vào cho tụi này đi với gạch dưới anh nói tùy các người gạch dưới nó nói rồi kéo nhỏ đi tại căn tin hai người ăn gì để mình lấy gạch dưới anh cười cho tôi hai hamburger một gà rán một sinh tố nho và một đĩa trái cây gạch dưới nó nói một hơi trước những ánh mắt trầm trồ ngạc nhiên của mọi người trời đây có phải là con gái không vậy trời đây là câu hỏi xuất hiện trong đầu của mọi người về nó mày ăn gì lắm thế chừa cho tao nữa chứ gạch dưới nhỏ châm chọc kệ tao gạch dưới nó vừa nói vừa chu cái miệng nhỏ lên trông rất dễ thương làm ai đó bị đơ trong phút chốc minh khôi, mày ăn cái gì thì gọi đi sao lại đơ ra đấy vậy. Gạch dưới câu nói của anh làm hắn giật mình từ 9 tầng mây quay về 9 tầng địa ngục rồi quay lại lên trên mặt đất. Ăn gì cũng được, mày gọi cho tao luôn đi. Gạch dưới hắn ấp úng còn thảo uyên, cậu ăn gì để tớ gọi luôn. Gạch dưới anh quay sang nhỏ tươi cười nói cho tớ một kem dâu và một hamburger. Gạch dưới nhỏ cười đợi tớ một lát. Gạch dưới anh nói rồi anh chạy vào căn tin rồi ôm một đống đồ ăn ra bàn của tụi nó. Cả bọn đang ngồi ăn thì bên kia có tiếng xì xào bàn tán. "É, bọn kia là ai mà dám ngồi với hai hoàng tử trường mình vậy?" Gạch dưới nữ sinh một nói xí. "Thấy mà ghét." Gạch dưới nữ sinh hai tụi nó vẫn bình thản ngồi ăn bỗng có một đám nữ sinh ở đâu đến quay quanh bàn của tụi nó với vẻ mặt khiêu khích thanh toán hai đứa nó đi gạch dưới một nữ sinh bước ra cả bọn định xông vào thì. Các cô làm gì vậy? Không thấy tụi này đang ăn à? Có biết chút gì gọi là lịch sự không hả? Gạch dưới anh làm luôn một giây ơ, thì tại tớ không thích. Hai con nhỏ đó gạch dưới nữ sinh cầm đầu nói đông hân bạn cùng lớp với tụi nó phần trung thành của hắn và anh họ thì sao gạch dưới anh hỏi hai con đó là gì mà dám ngồi với hai cậu chứ gạch dưới đông hân ra vẻ mặt tội nghiệp họ là bạn của tụi này đó thì sao gạch dưới lúc này hắn mới lên tiếng phớt lờ vẻ mặt ấy gì là là bạn sao gạch dưới đông hân đúng vậy đó khôn hồn thì biến khỏi mắt tụi này ngay đi gạch dưới hắn quắt hai cô cẩn thận đấy gạch dưới đông hân rời khỏi đó và không quên để lại lời đe dọa rồi các người sẽ phải trả giá gạch dưới đông hân lẩm bẩm với khuôn mặt cực kỳ giận dữ này anh nói ai là bạn của anh vậy quen nhau à gạch dưới nó nói gạch dưới nó cười rồi tiếp tục ăn cảm ơn hai người nha gạch dưới nhỏ cười hi hi không có gì đâu gạch dưới anh đáp thôi ăn mau đi còn vào lớp gạch dưới nhỏ sau đó cả bọn quay về. chương 4, giờ học lại bắt đầu. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Giang, 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 ba tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên. Tụi nó và tụi hắn về lớp. Tiết tiếp theo sẽ là tiết T.O.A.N. Hôm nay thầy sẽ kiểm tra bài cũ, thầy mời em gạch dưới thầy giáo dạy toán thầy hùng chưa kịp nói hết câu thì thưa thầy để hai bạn mới làm đi ạ gạch dưới đông hân sen vào hai bạn ấy mới vào thì làm sao đủ sức làm bài này hả thầy gạch dưới học sinh một bênh vực cho tụi nó đúng đó thầy gạch dưới học sinh hai tiếp lời bài này khó vậy mà hai bạn ấy không làm được đâu thầy gạch dưới học sinh ba đồng tình nhưng nếu vào được lớp này thì phải giải được bài này chứ thầy. Gạch dưới Đông Hân phản bác lại ý kiến của tụi kia đúng đó. Để hai bạn đó làm đi thầy Gạch dưới đàn em của Đông Hân ủng hộ ý kiến của đàn chị mình thôi được rồi. Hạnh Nguyên, Thảo Uyên, hai em lên bảng giải bài này cho thầy Gạch dưới thầy Hùng nói nó và nhỏ bước lên trước sự lo lắng của các học sinh trong lớp vì đây là bài cực kỳ Cực kỳ khó, và với lại tụi nó cũng là học sinh mới. Hai người làm đi, làm cho ta xem hai người giỏi tới mức nào. Bài này ông ta giải cũng tới 30 phút thì sao hai tụi bay làm được chứ? A ah ha ah ah ha ah ah ha ah ah, ha ha, gạch dưới đông hân cười thầm trong lòng bỗng. Hai em giỏi lắm, thầy cho hai em điểm tốt. Hai em về chỗ đi gạch dưới thầy Hùng bất ngờ với khả năng tài giỏi của hai đứa nó ôi trời ơi y. Giỏi thế gạch dưới học sinh một có phải là người không dạy y gạch dưới học sinh hai chỉ số iq là bao nhiêu dạy trời y gạch dưới học sinh ba không thể tin nổi y gạch dưới học sinh bốn bla 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 tụi nó trở về chỗ ngồi với bao nhiêu cái mồm chữ o cặp mắt chữ a thèm thuồng nhìn tụi nó cậu giỏi thế thảo uyên gạch dưới anh nói hi 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 cảm ơn cậu bình thường thôi mà gạch dưới nhỏ cười tươi đến mức khiến ai kia 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 đỏ hết cả mặt mũi tay chân mũ mũ còn bàn ở dưới thì chiến tranh đang xảy ra chán hai anh chị này quá đi. Suốt ngày cứ cãi nhau trí trẻ y như con nít mới lên ba y mũ mũ. Vô duyên mà học giỏi thế à? Gạch dưới hắn nhếch môi với điệu bộ khen không ra khen mà chê cũng không ra chê anh nói cái gì, nói lại cho tôi nghe xem. Gạch dưới nó hét lên tôi nói cô vô duyên đó gạch dưới hắn gằn mạnh hai chữ vô duyên anh. Gạch dưới nó cầm cuốn vở định ném thẳng vào mặt hẳn thì. Hạnh Nguyên, em làm gì thế hả, đừng thấy tôi khen rồi muốn làm gì thì làm nha. Gạch dưới ông thầy Hùng tức giận nói nó không nói gì lẳng lặng ngồi xuống liếc sang hắn anh đợi đấy. Gạch dưới nó hậm hực nói thôi. Thôi, cho tao xin. Im lặng học đi gạch dưới nhỏ quay xuống bàn nó nói các em, chúng ta bắt đầu tiết học gạch dưới thầy hùng nói ông thầy mở hộp phấn ra thì khụ khụ em nào đùa ác thế gạch dưới ông thầy nói với quang cảnh chỉ toàn là bụi phấn bay bay xung quanh mình khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi có hạt bụi nào rơi trên bục giảng có hạt bụi nào vương trên tóc thầy em yêu phút giây cả lớp hát vang bài bụi phấn đương nhiên là trừ bốn đứa kia thì bị ngắt quãng các em im ngay Đùa với tôi đó à, gạch dưới ông thầy hùng đập bàn tức giận quát gạch dưới được rồi tôi sẽ trừ hạnh kiểm lớp của tụi em và tôi mong sẽ không có lần thứ hai, mở sách ra. Hôm nay chúng ta học bài mới gạch dưới ông thầy vừa nói vừa phủi phủi mấy sợi tóc bạc thêm vì bụi phấn, của ông ta ta cũng đã biết. Bla, bla, bla a a, bài học đến đây là kết thúc gạch dưới ông thầy nói y a s 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 gạch dưới cả lớp trời, mệt quá. Tiết 5 là tiết g. Gạch dưới nó chưa hỏi hết câu thì đã nghe được tin sốt dẻo từ nhỏ lớp trưởng cả lớp tiết 5 nghỉ. Covid bị đau rồi, gạch dưới nhỏ lớp trưởng y a s 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 s. anh hùng cứu mỹ nhân. Nghe trọn bộ tại me com Sáng hôm sau tại trường Royal thân thân yêu yêu lớp 11A12 nữ sinh sinh đang đứt ngoài mép cửa thưa cô, cho hai đứa em vào lớp. Gạch dưới nhỏ nói, mặt thì cúi xuống đất hai em về chỗ đi, lần sau không được đi muộn nữa đâu đấy gạch dưới cô vi nhắc nhở vâng. Gạch dưới tụi nó nói rồi về chỗ ngồi công của mày hết đấy gạch dưới nhỏ giận giữ gạch dưới bực cả mình ăn phải cái gì mà siêng thế không biết chuyện là như vậy hồi sáng nó và nhỏ đang trên đường đến trường. Này, Thảo Uyên, tao quên vợ ở nhà rồi gạch dưới nó nói kệ nó đi gạch dưới nhỏ thờ ơ đáp gạch dưới không sao đâu. Quay về nhà nhanh lên gạch dưới nó nói mày có bao giờ siêng vậy đâu gạch dưới nhỏ gạch dưới kệ nó đi. Có một quyển vở thôi mà, việc gì phải. Không được c về mau gạch dưới nó dục được rồi gạch dưới nhỏ nói với bộ mặt mệt mỏi gạch dưới con này hôm nay lạ thật và thế là cái kết đáng thương của tụi nó là muộn họ ccc mũ mũ rồi năm tiết học cũng trôi qua mày đứng ở đây đi tao ra lấy xe cho gạch dưới nhỏ nói nhanh lên đó gạch dưới nó dục nhỏ gạch dưới tao không muốn chờ lâu đâu biết rồi gạch dưới nhỏ nói rồi đi thẳng ra căn tin mũ mũ nó ra đứng trước cổng trường năm sau này cô em người đâu mà sinh thế không biết gạch dưới một đám háo sắc quay xung quanh nó đi chơi với tụi anh nhé em em muốn gì tụi anh chiều tất khôn hồn thì mau tránh ra đừng để tôi phải nhắc lần thứ hai gạch dưới nó lạnh nhạt nói mắt vẫn nhìn đăm đăm ra nơi khác bọn anh không tránh đó em làm gì tụi anh nào gạch dưới tên cầm đầu nó đứng dậy nói tránh ra đừng để tôi phải nổi giận ui trời ơi bọn anh sợ quá đi a ah ha ah ah ha ah ah, ha bọn đó tiến lại gần nó hơn mấy người tránh ra a à a à, gạch dưới nó hét tên kia định đưa tay lên sờ vào khuôn mặt của nó thì một bàn tay nắm chặt bờ vai của tên cầm đầu nè mấy người kia một đám con trai mà ức hiếp một người con gái à nhục quá đấy gạch dưới mày là ai gạch dưới tên cầm đầu mày không cần phải biết gạch dưới minh khôi anh ta đến đúng lúc đấy

Đánh nó cho tao gạch dưới tên cầm đầu ra lệnh cả bọn sông lên bốp. B-I-N-S-S -E. À a à, dầm, hự ự, ừ. biến gạch dưới hắn quắt mày cứ đợi đấy gạch dưới tên cầm đầu nói rồi bỏ chạy anh có bị sao không? Gạch dưới nó hỏi chiều nay 2 giờ tại quán kem bento gạch dưới hắn vừa lau mồ hôi vừa nói ơ tại sao tôi lại phải đến đó chứ gạch dưới nó hỏi tiếp ngu không tả nổi lúc nãy cô có nói là sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn nếu tôi cứu cô phải không gạch dưới hắn nhếch môi à à ừ gạch dưới nó mà sao tên này nhớ dai dữ vậy trời chít mình òi y sao cô có đi được không hay là muốn tôi đến tận nhà rước cô đi gạch dưới hắn thôi được rồi tôi tới là được chứ gì gạch dưới nó nói hạnh nguyên ủa Minh Khôi y gạch dưới nhỏ từ xa gọi mày làm gì mà lâu dữ vậy hả? Gạch dưới nó hỏi tại tao bỏ quên đồ trên lớp nên tao phải quay lại lớp lấy gạch dưới nhỏ cười có bao nhiêu đó mà cũng để quên gạch dưới nó hi hi Thôi đi về, tạm biệt Minh Khôi nha a à a à gạch dưới nhỏ cười nói đưa tay vẫy vẫy tơ đường về nhà ế. Mày với Minh Khôi làm gì ở đó vậy? gạch dưới nhỏ hỏi với bộ mặt gian xảo hắn ta vừa mới cứu tao thoát khỏi mấy bọn người không ra người xúc vật không ra xúc vật mà cầm thú cũng không ra cầm thú gạch dưới nó mày bị gì mà cậu ấy lại cứu mày gạch dưới nhỏ gạch dưới mà mày sao lại phải nhờ sự giúp giúp đỡ của minh khôi chư chuyện là như thế này nè a b c c i G, z gạch dưới nó kể hết cho nhỏ nghe à thì ra là vậy gạch dưới nhỏ cười về đến nhà